hé lộ bộ ảnh Giáng sinh từ 4 năm trước của Puka và Jin Tuấn Kiệt, ngày mới hẹn hò đã ngọt đến thế này. Jin Tuấn Kiệt vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bộ ảnh Giáng sinh cùng Puka trên trang cá nhân. Đáng chú ý, bức ảnh này được chụp từ năm 2019, thời điểm mà họ mới bắt đầu hẹn hò và giữ kín mối quan hệ của mình với công chúng. Chia sẻ về bộ ảnh, Jin Tuấn Kiệt đùa vui, hình chụp từ Noel 2019 mà Noel 2023 photo mới trả hình chứ có phải tụi tôi giấu đâu. Điều này thể hiện sự thoải mái hơn và mở lời hơn từ cặp đôi sau khi họ đã kết hôn và chính thức công khai về mối quan hệ của mình. Bộ ảnh ngọt ngào ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn giữa Puka và Jin Tuấn Kiệt. Những cử chỉ ân cần, những ôm ấp và ánh mắt trìu mến khiến người xem không khỏi suýt xoa và ghen tị trước sự hạnh phúc của đôi vợ chồng. Mặc dù được chụp từ thời điểm mới bắt đầu hẹn hò, nhưng sự ngọt ngào và thăng trầm của tình cảm đã được thể hiện rõ trong từng cảm xúc. Sau chuỗi sự kiện từ việc công khai mối quan hệ, lễ cưới đẹp đôi của Puka và Jin Tuấn Kiệt đã thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Tổ chức đám cưới tại 3 địa điểm khác nhau thể hiện sự tỉ mỉ và chu đáo của cặp đôi, cũng như sự yêu thương của đồng nghiệp trong showbiz. Những hình ảnh hiếm hoi và video clip gia đình hạnh phúc của họ càng làm tăng thêm sự quan tâm và yêu mến từ phía người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.